Nãy giờ hình như nó sớm sớm tối nói. nó thôi à. Quay xong em đưa lên nó shop em không có nhiều mà điều kiện. Em xin chào tất cả các chị ạ. À, tối nay mình là tiếp tục mình lên lô bà ba mới nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Hàng mới mấy chị đẹp nhà em ơi. Tranh thủ chốt nha cả nhà mình ơi, không số lượng không có nhiều nha. Là lô bà ba mới nhất nha mấy chị, mới về ha, lô bà ba in 4D rất là đẹp luôn. Lô này hồi chưa chị nào chưa có xem được like thì tối nay các chị đẹp nhà em tranh thủ nha các chị ơi. Chào chị Lan Nguyên ạ. Dài bữa 7 giờ em bắt chị Hương lên live. Em chào chị Thu Phương ạ. Em chào cả nhà. Vào live thôi cả nhà ơi, hàng đẹp nha mấy chị ơi, áo bà ba đẹp lắm. Áo em đang mặc là 100k một áo, quần em đang mặc là 70.000 một quần nha cả nhà. Màu em đang mặc cái chị lên giúp em màu hồng. Màu hồng nha mấy chị ơi, 100.000 một áo nha mấy chị đẹp. Chụp hình gửi qua giùm em đi chị Anh Trần. Chụp hình gửi qua bên số Zalo mà các bạn chốt đơn cho chị á, gửi qua đó giùm em đi rồi mấy bạn hỗ trợ cho chị nha. Chịu bận là 100.000 áo cho mấy chị đẹp ấy. Rồi cho em cân nặng chiều cao nha chị, 731 nha. Cho em cân nặng chiều cao đi chị, để em lấy size cho mình nha. Áo em đang mặc cái chị lên giúp em nha cả nhà. Giá 100k một áo, quần em đang mặc là 70.000 một quần. Bộ xẻ tà viền riêng em còn á chị Mỹ Hạnh Trần. Rồi lên giúp giùm em áo em đang mặc nha các chị, lên giúp em màu em đang mặc là màu hồng ạ, lên giúp em mã hồng. Vải thun nha chị ơi, áo là vải thun in 4D luôn, quần là thun lai dông luôn à. Rồi lên giúp em màu áo em đang mặc là mã hồng. Áo em đang mặc có màu xanh không? Có màu xanh nha chị ơi, em vô màu nè mấy chị coi giúp em ha. Lên giúp em màu này là màu cam ạ, chốt em màu cam. Cam em còn từ C1 đến C6, phơm áo này là bình thường nha. Bữa giờ các chị mặc xe nào thì các chị chốt xe đó. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã đỏ cả nha, chốt em mã đỏ. Chị 731 cân nặng 52kg, cao 1m55 là mặc size số 2 nha chị ơi. Mình lấy thì mình lên giúp em mã hồng kèm theo hồng 2 kèm theo số alo giùm em. Cho em cân nặng chiều cao như chị Mỹ Phượng ơi. Còn mình biết size bình thường mình mặc size nào thì mình chốt size đó giùm em luôn. Lên với em mã này là mã đẹp nha các chị. Mã đẹp nha, mã cam là bông màu đỏ, còn mã đẹp là bông màu tím nha các chị. Chị coi kỹ giúp giùm em đỡ lộn đó. Rồi màu này lên giúp giùm em màu xanh nhạt. Cái màu xanh này là màu xanh mới luôn nè. Đẹp lắm luôn á cả nhà, cái bông ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trên live nữa mấy chị.
Lên giúp em mã này là mã xanh ha, xanh nhạt. Giúp em xanh nhạt. 1m6 65kg mặc size 4 nha chị Honey nha. Áo dài cách tân hết rồi nha má Năm ơi. Áo dài cách tân lô đó em hết rồi, mình chờ lô mới giúp em ạ. Lên giúp em màu này màu tím Huế cả nha. Giúp em màu tím Huế. Rồi màu này lên giúp chị em là màu lam. Giúp em màu lam à. Hoa đợt này đẹp đẹp không à mấy chị ơi. Lên giúp em màu lam. Rồi màu trắng. Quá đẹp mấy chị ơi. Trắng hết một luôn rồi hả Quy? Trắng em chỉ còn 2-3-4 thôi nha cả nhà. Trắng em chỉ còn 2-3-4 thôi. 1m47 45kg mặc size số 1 nha chị Kim Duyên. Em có quần ống rộng không à chị? Chứ quần ống suông không có quần ống nhỏ. Em không có size 80kg hả? Rồi chốt giúp dùm em màu này là màu trắng nha cái chị. Trắng em còn được size 2, size 3 và size 4. Màu xanh lý. Lên giúp em màu xanh lý. Chị Huệ Nguyễn lên giùm em cái size nha chị ơi, màu kèm size giùm em nha. Dạ không nha chị Hoa 10 giờ ơi, cái lô áo cách tân em còn có mấy áo hôm bữa em like đó chị. Quần giả váy là em có quần màu đen nha chị ơi, còn quần màu á thì em chỉ còn được 1-2 màu là nó đủ size nữa ha, còn lại nó bị lẻ. Rồi lên giúp giùm em cái này nha cả nhà, chốt em màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý nha. Mấy chị mua hàng vui lòng cho giùm em cái mã đồ kèm cái size nha mấy chị. Còn không biết size thì lên giùm em cân nặng chiều cao ha. Rồi chốt giúp giùm em mã này là màu nâu ạ. Lên với em màu nâu, em đang mặc là màu hồng. Tổng cộng cái lô này em có 10 màu cho các chị nha. 10 màu. Áo là không có bông nhỏ, có nhiêu bông em lên hết rồi đó chị Hồng Cẩm. Xanh lý 1-2-3-4-5 cho kem kem. Dạ. Áo là 100k, quần là 70k các chị. Hàng em lên sao là nó có bông gì là em lên vậy nha mấy chị. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu hồng nha. Màu hồng. Lấy em 1-3-3 màu hồng với cái tay ngắn được không chị? Dạ không chị Hoa 10 giờ ơi, em like mẫu nào mình chốt mẫu đó giùm em nha chị. Xanh lý size số 3 còn không em? Xanh lý 3 cho chị Mỹ Phượng. Đẹp lắm mấy chị ơi, 100.000 một áo mấy chị. Hàng mới về đó mấy chị đang. Chị Mỹ Phượng ơi, chị mua hàng ở bên em là thường chị mặc size 3 hay là size 4 chị ơi? Chị cho cái cân nặng chiều cao thì mặc size số 3 mà cái eo 84 là lên tới size số 4 lần đó nha. Mình lớn tuổi hay gì? Mình lớn tuổi hay là mình tròn người gì không chị ơi, eo to hay là sao ạ? Em lên mẫu nào mình vui lòng mình chốt y chang cái mẫu em like thôi nha mấy chị. Còn cái mẫu khác là mấy chị kêu em lấy giùm là em không có lấy nha. Tại vì mấy chị đâu có nhìn thấy cái mẫu đâu. Xanh nhạt size số 2 cho bắp cải, nâu 1-2-3-4-5 cho chị, cho kem kem. Dạ. Yeah. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu nâu đi mấy chị, chốt em mã nâu à. Hơi tròn người là lấy size 4 được không? Tại chị cho cái eo tới 84 là chị đo cái eo hay là cái bụng cái eo là dưới cái chân ngực của mình, giữa cái chân ngực với cái gúng chỗ này nè, chỗ cái thắt lưng của mình đó, đó là cái eo đó. Mấy chị nha. Hơi tròn người là sao? Bây giờ chị quyết định chị lấy size 3 hay là size 4. Cân nặng chiều cao thì size 3, còn nếu mà tròn người thích mặc thoải mái thì lấy lên size 4 giùm em. Chị chọn size đi, cái tạng người của chị làm sao thì chị sẽ hiểu nha. Rồi em lấy size cho. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh lý, màu hồng size số 2 cho chị Huệ Nguyễn. Mét 52-53kg, eo 76-77 đổ lại thì size 2 nha chị ơi. Xanh lý 24 cho bắp cải. Gửi qua rồi thì có gì ngày mai mấy bạn vô mấy bạn coi nha chị Oanh Trần. Chứ bây giờ mà bên em bộ phận chốt đơn mấy bạn đã về hết rồi, xử lý đơn về hết rồi, có gì ngày mai mấy bạn sẽ hỗ trợ cho chị. Chị gửi qua Messenger hay là chị gửi qua đâu vậy chị? Messenger hay là gửi qua Zalo vậy chị ơi? Bằng là 100.000 áo nha mấy chị. Rồi ngày mai mấy bạn nhà em sẽ hỗ, em gọi em mấy lại đi lùng. Ngày mai nói là ngày mai gọi lại để hỗ trợ đổi đồ cho chị. Lưu lại số điện thoại chốt đơn giùm em mấy chị ơi. Mấy chị gửi vào Messenger á, em bấm bill nó trời tin nhắn em không có đọc được nha.
tụi em gọi lại xử lý nha mấy chị ơi. Áo màu hồng 1m 52 53 kg. Chị Võ thì Mỹ Duyên 75kg trên chiều cao đi chị Võ thì Mỹ Duyên. Rồi chị Mỹ Phượng lấy size 4 lên giúp dùm em số alo đi chị. Chị Mỹ Phượng lấy size 4 lên giúp em số alo ha. Rồi màu em đang mặc cái chị lên giúp em màu xanh lý đi cả nhà. Màu xanh lý. Áo là 100k, quần là 70k, chất liệu vải thun hết giúp em luôn. Mình có quần rồi thì lấy áo không cũng được chị. Rồi em đang mặc màu xanh lý nha cái chị, màu xanh lý. Hồng Thủy Minh Châu. Chắc bên đơn của rồi em đang mặc màu này là màu xanh lý nha, 75kg, cao mét 62, mặc size 6 nha chị Võ Thị Mỹ Duyên. Rồi lên với em màu xanh lý đi mấy chị, màu xanh lý. Em thấy số alo của chị Mỹ Phượng. Dạ. Để chị chốt size số 4 nào. Cái số 4 là màu hồng. Dạ. Hồng 4 chị. Xanh lý chứ lộn, xanh lý. Xanh lý. Xanh lý 4 nha. Trắng em còn được size 2, size 3 và size 4 cả nhà ơi. Lên với em mã trắng. Dạ 100.000 một áo nha chị ơi, 100k một áo ạ. Chốt em mã trắng đi, chị rất là đẹp. Trắng em còn được size 2, size 3 và size 4, lên với em mã trắng. Đẹp quá đẹp. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg, thường là em sẽ mặc size số 1 thôi nha mấy chị. Áo trắng này hết màu, em mặc 2 thì nó sẽ hơi thoải mái tí xíu. Ở ngoài bông đẹp lắm nha, cái chị lô này bông rất là đẹp. Chị cái trắng đẹp. Mẫu trắng 1, 2, 3, trắng 2, 3, 4, 5 thôi nha kem kem. Trắng 2 cho chị Trúc Phương. Xanh lý 6 còn không Nguyên? Xanh lý 6 cho chị Võ Thị Mỹ Duyên. Chị cho cân nặng chiều cao đi chị Ngọc Thảo Lê. Bình thường mình mặc size nào thì cái này mình chốt size đó chị, đâu có thay đổi size gì đâu à. Bình thường mặc size nào mình chốt size đó nha. Bấm bận liên tục 2 ngày, ngày 24 tháng 3, 25 tháng 3, y như cũ, 28 tháng 2. Rồi chị Trúc Phương, chị Trúc Phương cập nhật lại số alo dùm em. Trắng 4 cho chị Ngọc Đặng. Chị Trúc Phương cập nhật lại số alo dùm em ạ. Cái mẫu bà lai viền nâu em còn nha chị Nguyễn Phụng ơi. Chị Trúc Thu ơi, chị tự chọn trên đây dùm em ha. Màu thì em mặc từng cái cho mình coi rồi đó chị, mình ưng cái nào thì mình chọn cái đó. Rồi lên giúp dùm em màu em đang mặc là màu lam đi các chị, màu lam à. Chó em màu lam nha, đẹp lắm luôn á các chị. Ở ngoài còn đẹp hơn ở trên like nữa nha mấy chị ơi. Lên giúp em màu này là màu lam ha. Lam kèm size giúp dùm em. Màu em đã mặc từng cái cho mình coi nha, mình biết cái size rồi thì mình tự chọn màu đi mấy chị. Em không có chọn giùm nha mấy chị. Chị tự lên. Rồi lên giúp dùm em màu này là màu tím Huế nha, tím Huế. Lam 6 cho chị Võ Thị Mỹ Duyên. Dạ 100k một áo nha mấy chị ơi. Hàng mới về luôn đó mấy chị đẹp. Chị Trúc Phương vui lòng cập nhật lại số alo dùm em nha chị ơi, không có cập nhật lại em quỷ view á. Tại đơn của chị mà mua 3 lần gọi đều không có được không à. Xanh lý size số mấy chị Huệ Nguyễn ơi, hồi nãy em tư vấn cho chị rồi, mình mua cái nào thì mình lên mã đồ kèm theo cái size dùm em ở phía sau đi chị. Rồi lên giúp dùm em màu tím Huế nha các chị, cho em tím Huế, quá đẹp luôn. Nhiêu em? 2, 3, 5. Tím Huế em còn được 1, 2, 3, 5. Nhanh tay thì còn với mấy chị ơi, hàng không có nhiều nha mấy chị đẹp. Chị Trúc Phương là cái đơn của chị á, là chị tọc giúp giùm em. Đơn của chị xả 3 lần nè. Xả 3 lần rồi chị đồng ý cọc thì em nhận đơn, còn không đồng ý thì em không nhận đơn ha. Xả 3 lần rồi chị gọi toàn là bấm bận không mà không có nghe máy. Màu trắng size số 2 cho chị Thương Hoàng. Đơn hồi chưa gọi chưa chị Ngọc Đăng? Đơn hồi chưa của chị gọi rồi là đi rồi nha. Mới vừa lên xe xong luôn đó chị. 75kg cho em chiều cao đi chị Ngọc Hoa. 1m6, 52kg, eo 72 đổ lại thì lấy xe số 1 chị Nguyễn Mai. Eo 70, 72 đổ lại thì lấy xe số 1 ha. Còn trên 72 thì lên xe 2 giùm em. Tiếng Huế số 3 cho chị Trúc Thu. 100k một áo đi chị ơi. 1m58, nặng 75kg, mặc size số 6 là vừa đẹp nha chị Ngọc Hoa ơi. 100k một áo, quần em đang mặc là 70.000 một quần. Cái chị có quần rồi thì lấy áo không cũng được, ship 25.000 trên đơn ha.
Huế 3 cho chị Hồ Đào. Và em hết tím Huế 3. Rồi lên với em màu xanh nhạt. Tím Huế 3 em hết là chị Phan Thiện. Quần màu tím là em có quần màu tím tím Huế, chị quần màu tím Huế nhưng mà nó là quần giả váy nha. 80 ngàn một quần chứ không phải quần ống rộng. Vậy là cái áo màu hồng hồi nãy là chị lấy size số 3 luôn đúng không chị Hoài Nguyễn? Mình biết cái size rồi thì mình lên size giùm em luôn nha chị. Xanh nhạt 3 em chốt cho chị Ngọc Thảo Lê. Bình thường mà size nào thì chốt size đó chị Hoài Nguyễn nha. Chị đừng lên số ký nữa. Nhiều khi mấy chị lên số ký mà nhiều khi cái tạng người của mình là bình thường là mình mặc size số 3 vừa thì mình cứ chốt size 3. Để em tư vấn xong tới luôn rồi lấy nó là size nữa. 75kg cho em chiều cao như chị Nguyễn Hảo ơi. Không, bữa nay là có nguyên bộ cổ vuông chứ không có áo cổ vuông chị Quách Thị Tiết Trinh. Xanh nhạt 6 cho chị Võ Thị Mỹ Duyên. Nhạt 3 cho Duyên ạ. Tiếng Quế size số 6 còn không Nguyên? Tiếng Quế 6 em hết rồi chị Ngọc Hoa nha. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc nha mấy chị. Màu xanh nhạt ạ. Xanh nhạt kèm size giúp em đi cả nhà. Size 6 em còn có mấy áo rồi mấy chị. Chị lấy xanh lý hay là chị lấy xanh nhạt chị Trúc Thu? Cái nào em cũng còn size 3 hết trơn á chị. Tiếng Quế 3 hết rồi chị Hồng Mơ nha. Chị mới nhận được hai áo, một quần, áo bông đẹp quá trời. Cảm ơn chị Hồng Cẩm. Tiếng Quế 4 cho chị Trang Nhã. Rồi tiếng Huế 4 hết rồi chị Trang Nhã ơi. Tiếng Huế em còn 2 với 5 rồi chị. Chị chưa có đơn nha chị ơi. Size 2 xanh nhạt cho chị Cuộc Sống Muôn Màu. Chị Trúc Thu một cái xanh lý. Chị Trúc Thu là hỏi em là nâu với xanh lý em còn 3 nha. Chị Trúc Thu ơi, chị có lấy thì mình lên giùm em nha. 55kg cao 1m53. Eo 76, eo 76 trở lại ha chị, 76 77 đổ lại thì lấy size 2, còn nếu 78 đổ lên thì lấy size 3 giùm em nha chị Lê Thanh Vân. Áo hồng số 3 còn không em? Hồng 3 còn. Hồng 3 em chốt cho chị Hoa 10 giờ. Chị nào biết size rồi là lên kèm size nha mấy chị ơi. Lên với em mã đẹp đi các chị. Đẹp còn. Cái bông mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn, lên với em mã đẹp nha. Mã đẹp. Chốt em mã đẹp cả nha. Chị Trúc Thu có lấy thì bình luận lại giùm em nha chị. Tại em mới thấy chị hỏi nha. Đẹp 6 còn không em? Đẹp 6 không chị? Đẹp 6 em hết nha chị. Chị Võ Thị Mỹ Duyên rồi. Đẹp 3 cho chị Ngọc Thảo Lê. Rồi lên với em mã này là mã đẹp nha mấy chị. Cái bông ở ngoài nè mấy chị. Mấy chị nhìn cái bông nè. Đẹp lắm luôn á. Đẹp 3 cho chị Hồ Đào. 73kg cao 1m55 mặc size 6 cho chị Phạm Thơm. Một xanh lý, một nâu size 3 cho chị Trúc Thu. Áo là 100, quần là 70 chị. Phí ship 25.000 trên đơn, em không có miễn ship. Còn mấy chị muốn được miễn ship thì các chị mua từ 3 áo trở lên. Không có áo nào là vô hàng sale hết nha. Không có hàng giảm giá đó. Chỉ khoảng 100% đơn hàng thì mình sẽ được miễn ship. Còn mua một áo, hai áo hoặc là em thu cóp thì phí ship là 25.000 trên đơn. Trắng 3 cho chị Thương Hoàng. Đẹp 2 cho chị Nguyễn Ngọc Hương. Lên với em mã đỏ. Đỏ còn 2, 3, 4, 5 hả? Đỏ em còn 2, 3, 4, 6. Lên với em mã đỏ. Đỏ 3 cho chị Ngọc Thảo Lê. Cái lô áo này đẹp lắm luôn á mấy chị. Cái bông ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trên line nữa. Cái áo mã đỏ là hôm nay là cái chị nên chốt nè. Áo mã đỏ hôm nay đẹp lắm. Chị Ngọc Thảo Lê là mặc size số 3 vừa không? Đỏ 6 cho chị Võ Thị Mỹ Duyên. Đỏ 3 cho chị Thương Hoài. Đỏ 3 cho chị Kha Lê. Không có màu đen chị. Đen trơn áo lẻ màu em cũng không có luôn nha. Rồi lên giúp giùm em mã đỏ nha các chị. Mã đỏ. Đỏ kèm size giúp em mã đỏ 2 cho chị Nguyễn Ngọc Hương. Cái áo mã đỏ này các chị nên lấy nè mấy chị. Cái áo đỏ này đẹp lắm. Đỏ này các chị mặc dưới quần, các chị mặc dưới quần màu vàng cũng được ha. Quần màu xanh lá cũng được, quần màu hồng cũng được, quần màu đỏ, màu trắng, màu đen. Đó, các chị rất là dễ phối.
Mã đỏ size số 2 cho chị Út gạo. Rồi lên với em mã này là mã cam cả nhà. Mã cam 68kg cho em chiều cao đi chị Thu Huỳnh ơi. 1m54 nặng 54kg mặt size 2 nha chị Hồ Dung ơi. Còn nếu mà mình trên 60 tuổi thì mình lấy size 3. Màu cam em còn từ size 1 đến size 6 nè. Cái cam này đẹp lắm nha mấy chị. 100k một áo nha mấy chị ơi. 100k một áo nha mấy chị đẹp. Lên với em màu cam. Chị Hồ Dung nếu mà từ 60 tuổi đổ lên tròn người thì lấy size số 3. Còn nếu như mà rộng người nha thì lấy size số 2. 1m58, 68kg mặt size 5 nha chị Thu Quỳnh ơi. Cam 6 cho chị Võ Thị Mỹ Duyên. Các chị muốn được miễn ship thì các chị mua từ 3 áo trở lên không có hàng sale. 3 áo và quần em không có tính. Tại quần em bán kèm theo cho mấy chị thôi. Các chị có áo, có quần rồi thì lấy áo không cũng được. Mua từ 3 áo trở lên chuyển khoản 100% đơn hàng sẽ được miễn ship. Khách nhà em chuyển khoản nhiều lắm mấy chị. Nếu mà mấy chị có xài tài khoản thì mấy chị cứ chuyển khoản đi cho nó gọn. Tiền hàng thì trước sau mình cũng trả mà. Chuyển khoản có chưa tới 1 phút nữa là được giảm 25.000, quá ok. Đỏ số 2 em chốt cho chị Nguyễn Hoa. Là em hết đỏ 2. Rồi khung giờ live của em nhắc lại ha mấy chị. Khung giờ live của em là buổi trưa là em live 11 giờ đến 2 giờ nha. Nhưng mà có thể là em sẽ lên trễ một tí xíu so với cái giờ mặc định. Rồi buổi tối cũng vậy luôn, nhưng hôm nay là em live hơi trái giờ một tí xíu nè. Nhà mình ha. Buổi tối thì thường là 7 giờ hoặc 7 rưỡi em live. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu cam nha. Màu cam rất là đẹp luôn. Có 100k một áo rồi mấy chị. Áo mới về hồi trưa luôn đó. Hồi trưa em like lúc 2 giờ mấy là em chờ cái lô áo này về nè. Về lô nào là em like liền cho mấy chị lô đó luôn. Tại vì không có chờ, không có đồ để like luôn đó mấy chị. Lên với em mã này là mã đỏ nha. Đó em dơ chậm chậm lại cho mấy chị xem nè. Em đang mặc là mã cam. Mã đỏ hiện tại là em còn được 2-3. Mã đỏ em còn... Ừ. 2, 3, 5. Đỏ em 2, 3, 4. Đỏ em còn được 2, 3, 4 thôi. Cam 1, 2, 3, 4 cho kem kem. Đỏ em còn được size 2, size 3 và size 4 nha. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà chốt đi ạ. Mã này lên với em là mã đẹp. Mã đẹp. Chị cầm 2 nha. Cầm 2 luôn. Ừ. Mã đẹp em còn được 2, 3, 4, 5. Lên với em mã đẹp. Nè các chị nhìn cái hoa của nó nè. Nha, rất là đẹp luôn. Vừa có hoa ẩn vừa có hoa nổi nha mấy chị. Nhưng mà nó rất là đẹp. Ở ngoài nó đẹp hơn ở trên live nhiều lắm. Rồi xanh nhạt. Đẹp 2, 3, 4, 5 cho kem kem. Giả thun nha chị ơi. Xanh nhạt em còn 2, 3, 4, 5, 6. Lên giúp em mã xanh nhạt. Xanh nhạt em còn 2, 3, 4, 5, 6. Lên giúp em mã xanh nhạt. Chú em xanh nhạt. Một trăm k một áo nha mấy chị ơi. 100k một áo ạ. Khách hàng chắc phải chị ạ. Chắc phải thun mà. Dạ chắc phải thun nha mấy chị ơi. Hỏi mẫu cao bao nhiêu chị? 1m58 nặng 50kg cả nha. Xanh nhạt 5 cho chị Thu Quỳnh. Xanh nhạt 3 cho chị Bích Ngô. Lên với em màu tím Huế mấy chị ơi. Tím Huế rất là đẹp luôn. Tím Huế đẳng còn mấy nguyên? Tím Huế em còn được 1, 2 năm hả cả nhà. Tím Huế em còn được size 1, size 2 và size 5. Khách hỏi size 60kg chị. Size 6, 70-75kg chị Gia Hân cho em cân nặng chiều cao đi. Chị Gia Hân hình như là... Có mua đơn sale rồi. Như like nào em cũng thấy chị hỏi hết trơn á. Chị cho cân nặng chiều cao của chị đi chị. Em canh cho nó lẹ. Mình muốn mua mình coi cho cân nặng chiều cao đi. Em canh cho nó chính xác. Lên giúp giùm em màu lam nha. Cả nhà màu lam rất là đẹp luôn. Cái màu này ở ngoài đẹp lắm nha mấy chị. Lam em còn 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em màu lam. Em chào chị Hồng Thanh ạ. Lam em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Lên với em màu lam. Trắng em còn được 2, 3, 4. Lên với em mã trắng. Rất là đẹp luôn cả nhà. Trắng em còn được size 2, size 3 và size 4. Trắng em còn được 2, 3, 4 ha. Rồi màu này lên giúp em màu xanh lý. Xanh lý em còn được 1, 2, 3, 4. Màu xanh lý rất là đẹp luôn. Xanh lý em còn 1, 2, 3, 4.
Rồi cái chị muốn em mặc lại màu nào thì nói em mặc lại nha. Còn không thì em sẽ qua mẫu. Còn mấy cái cấp tăng đó đem ra đi. Vậy hả? Em thấy like mấy like trước cũng có chị Gia Hân. Chị cứ lên chị hỏi em là bao nhiêu ký size, bao nhiêu ký size lớn á. Em tưởng đâu chị chứ. Lên giúp giùm em mã này là màu nâu nha mấy chị ơi. Lên với em mã này là mã nâu à. Mã nâu. Lên giúp em mã nâu. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã hồng. Trắng 4 cho chị Ngọc Thảo lên. Rồi lên giúp giùm em màu hồng nha các chị. Áo màu hồng này cũng đẹp nữa nè các chị. Chốt em mã hồng à. Hồng kèm size giúp giùm em luôn cả nhà. Rồi em lên cho các chị cái áo cách tân nha. Áo cách tân màu. Màu cam em đang mặc còn size 5 như chị Thu Quỳnh thôi. Chị lấy thì lên giúp em cam 5. Rồi em lên cho các chị cái lô áo cách tân này nha. Lô áo cách tân này em còn được hết à. Em vừa mặc em vừa báo size luôn. Hồng 6 còn không Quyên? Hồng 6 cho chị Võ Thị Mỹ Duyên. Cam 5 cho chị Thu Quỳnh. Rồi xanh lá nha mấy chị. Áo này thì chất vải là thun lay dông ha. Hàng thiêu trực tiếp giúp em áo là cách tân. Xanh lá em còn được size 1, size 2 và size 3. Chốt chị mỗi size còn được một áo. Chị Út Nị chốt chị áo mã hồng đi em. Chưa có size đẹp ơi. Chị Út Nị lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo nha chị ơi. Rồi áo này là 90 nha mấy chị. Áo này là hàng thiêu trực tiếp giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Xanh lá em còn được size 1, size 2 và size 3. Em là 1m58. Em nặng 50kg lắm chị. Em đang mặc size 1. Size 1 là 50-51kg đổ lại. Rồi chốt giúp em áo em đang mặc là xanh lá. Trắng 2 còn cái nào không? Trắng 2 cho chị Nguyễn Hoa. Áo em đang mặc là áo cách tân nha mấy chị. Cổ vuông tay lỡ nha. Rồi lên giúp em xanh lá. Xanh lá em còn được size 1, size 2 và size 3. Lên với em mã xanh lá 90.000 một áo. Rồi vàng đồng. Vàng đồng em còn được size 1 với size 2. Dạ không có còn đủ đâu chị Hồ Dung ơi. Màu đỏ em còn không có đủ đâu chị. Màu đỏ bây giờ em chỉ còn được có size số 2, 3, 4. Size 2, size 3 và size 4 ha. Size 2 còn được 1 cái. Size 3 một cái, size 4 còn được có 2 cái hay 3 cái gì. Hàng này em đã bán rồi là nó sẽ bị lẻ nha chị ơi. Bây giờ màu cam thì em còn số lượng cho chị ha. Chứ mấy cái màu khác là hết rồi. Màu đỏ là hết rồi. Rồi lên giúp giùm em màu em đang mặc là màu vàng đồng nha mấy chị. Vàng đồng. Mà 10 cái cũng không đủ nữa chị. Không có khi em ra, ít có khi nào mà ra mà size số 2 10 cái lắm. Size lá 3 em chốt cho chị Huệ Nguyễn. Tại vì một dòng cắt em cắt cao lắm là size 2 nó tầm khoảng 8 áo thôi. Size 3 thì có thể là 10 áo nhưng mà hiếm lắm ít. Rồi lên giúp giùm em đang mặc là màu vàng đồng. Vàng đồng em còn được size 1 với size 2. Cái gì đẹp chốt giúp giùm em ha. Vàng đồng 90.000 một áo. Lên giúp em mã vàng đồng. Rồi màu tím Huế. Áo tím Huế em còn có một cái size 1 50-51kg đổ lại mặt giường. Lên với em màu tím Huế. Rồi lên với em màu tím Huế nha. 90.000 một áo nha mấy chị. 90.000 một áo á chị. Quần em đang mặc là 70.000 một quần. Các chị có quần rồi thì lấy áo không cũng được. Rồi lên giúp giùm em mã này các chị. Lên với em màu tím Huế. Tím Huế em còn được cái size 1. 50-51kg đổ lại mặt dừa. Giống em tím Huế. Rồi hồng sen. Hồng sen em còn được cái size 1 luôn. 50-51kg đổ lại mặt dừa. Cái lô áo này đẹp quá. Đúng rồi. Cái lô áo này đẹp, đẹp lắm mấy chị mà hết trơn. Hết trơn xài. Còn không đủ xài. Xúc xắc này mấy chị. Rồi lên giúp giùm em màu này đó. Mình coi like đi chị Hoa 10 giờ. Rồi lên giúp giùm em mã này là màu này nha các chị. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng sen. Chốt em mã hồng sen. Hồng sen em còn được cái size 1. 50-51kg đổ lại mặt giường. Rồi chốt em màu này. Màu hột gà. Hột gà em còn được size 1 với size 6. Số 5 em còn được có nâu nhạt với nâu đậm hả chị. Hột gà em còn được size 1 với size 6. Lên với em màu hột gà. Đẹp quá mấy chị.
Rồi chốt em màu hột gà nha. Hột gà kèm size giúp em luôn. Em còn được size 1 chứ size 6. Lên với em màu hột gà. Tím Huế size số 1 cho chị Mai Mai. Để em hết tím Huế luôn. Rồi màu vàng tươi. Vàng tươi em còn một cái size số 5. Size 5 còn được màu vàng tươi nữa nè chị. Size cho các chị 66kg đổ lên, 70-71kg đổ về. Đẹp quá. Lên với em màu này là màu vàng tươi. Nào size 5 thì chốt ha. Em mặc không có đúng size nên nhìn nó rộng nha mấy chị. Chị lấy hồng sen 1 đúng không chị Mai Mai? Hồng sen 1 là cái áo cấp tân này luôn đúng không? Hồng sen 1 cho chị Mai Mai luôn. Cái này nha chị, hồng sen 1. Rồi em mặc là vàng tươi. Hột gà 1 cho chị Đơm Đớm. Dạ. Rồi màu đen. Đen em còn được có một cái size 2 à. 55-56kg đổ lại mặt giường. Lên với em màu đen. Đen em còn có một cái size 1, size 2 mấy chị. 55-56kg đổ lại. Lên với em mã đen. Một cái đen duy nhất đó mấy chị. Chị nào size 2 hốt thì mấy chị đã hết luôn rồi đó. Chốt em mã đen nha mấy chị ơi, đen. Chốt em đen, đen, đen size 2 cho chị Thành Đạt. Đẹp lắm mấy chị, có 90.000 thôi mấy chị đẹp. Cắt cái chỉ này ra. Quyên em lấy cái hộp quẹt á. Quyên không, không lấy cái hộp quẹt đi. Em hơ cái này nè. Khóa cái đầu đầu chỉ thì là. Rồi nâu đậm. Nâu đậm em còn được size 3 với size 5 cả nhà. Lên với em mã nâu đậm. Nâu đậm em còn được size 3 với size 5 cả nhà, chốt giúp giùm em ha. Nâu đậm quá đẹp luôn các chị ơi. 90.000 một áo nha mấy chị ơi, 90.000 nha mấy chị đẹp. Nâu đậm em còn được size 3 với size 5, các chị đẹp chốt giúp giùm em ạ. À, nâu đậm quá đẹp luôn. Nâu đậm em còn được size 3. Size 3 là size cho các chị 56kg đổ lên ha. 60kg đổ về. Size số 5 là cho các chị đẹp nhà em 66kg đổ lên, 70-71kg đổ về. Rồi nâu nhạt. Nâu nhạt em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là nâu nhạt. Nâu nhạt em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Cả nhà chốt giúp em mã nâu nhạt. Quá đẹp luôn. Nâu nhạt nha các chị, nâu nhạt. Nâu nhạt em còn 1, 2, 3, 4, 5. Cả nhà chốt giúp giùm em mã nâu nhạt. 90.000 một áo. Áo cấp tân giúp em mấy chị rất là đẹp luôn. Rồi em hết nha mấy chị. Rồi em lên cho các chị bộ bà lai ha. Ồ bộ này đi. Bộ kiểu này đi mấy chị. Bộ kiểu này đi. Bộ kiểu này mới về hàng. 130.000 chất tơ hoa giúp em. Bộ cắt tông nút thắt. Quần ống nhỏ. Cho mấy chị dễ nhìn form. Hàng mới nha mấy chị ơi. Quần ống nhỏ nha mấy chị. Ống này là size 1, là ống nó tầm khoảng 10-17. Nâu nhạt size số 3 cho chị Kha Lê. Nâu nhạt size số 1 cho chị Mai Mai. Bộ này là cách tân nha cả nhà ơi. Cách tân nút thắt giúp em nha. Nào, cổ vuông. Đồ kiểu nha, nhìn form quần giùm em nha cả nhà. Đây form quần sẽ như thế này. Em là 1m58 đó, em nặng 50kg. Rồi cái này em đang mặc, cái này là size 2. Size 1 là 50kg đổ lại, size 2 là 50-55kg tùy chiều cao nha cả nhà. Size 3 là cho các chị 55-60kg. Size 4 là 60-65kg, size 5 là 65-70 và size 6 là cho các chị 70-75kg mặc giường. Nâu nhạt 4 cho chị Luyến Bùi. Bộ em mặc cái chị lên giúp em là mã họa tiết. Chị mượn cái bấm này. Em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em mã họa tiết nha mấy chị. Cái này em có xẻ đinh hai bên ha. Nhìn giúp em nút thắt nha cả nhà, nút thắt tay con. Em đang mặc mã này là mã họa tiết. Họa tiết hiện tại em còn được 2, 3, 4, 5, 6.
130.000 một bộ chốt tơ hoa giúp em nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Lên với em bộ này là bộ họa tiết ạ. Họa tiết kèm size giúp em cả nhà mình đây. Mua đi chị Hoài Lan, mẫu này mặc đẹp mà chứ. Mẫu này đẹp mà. Mẫu này mặc mùa hè, mặc mùa hè mình mặc ở nhà đều là ok, là gọn hơn hả chị. Đẹp lắm. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đẹp nha cả nhà. Em đang mặc là họa tiết, mã này là mã đẹp đây. Cái bộ vải này, cái họa tiết này rất là dễ mặc nè. Lên với em mã này là mã đẹp nha, đẹp kèm size giúp em luôn. Chị em 30.000 chốt tơ hoa giúp em rất là đẹp luôn. Bình thường mình mua thun lỗ cũng 125.000 à. Rồi mã này lên với em mã cam. Chú em mã cam nha, cam kèm size giúp em luôn. Cam. Bộ này đẹp nè. Lên với em mã cam nha, cái chị mã cam. Rồi cái này các chị lên giúp giùm em là mã bông nhí. Cái này em có 9 bông à. Cam còn số 1 á chị Trương Khánh. Cam còn đủ size đó chị, cam còn từ size 1 đến size 6. Rồi mã này lên với em mã bông nhí nha. Size 1 50kg đổ lại thôi nha. Chị nào 51kg đổ lại eo 70 đổ lại thôi. Chị nào 51kg đổ lại là lên size 2 giùm em. Tại cái form này là em may nó cũng gọn à, chứ nó không có bự. 60kg cho em chiều cao đi chị Ngọc Đặng ơi. 60kg cho em chiều cao đi chị. Lên với em mã này là mã chiều là mã hoa. Lên với em mã này là mã hoa nha các chị ơi, mã hoa. Cam số 3 cho chị Hoa 10 giờ. Chị Hoa 10 giờ cân nặng chiều cao là bao nhiêu vậy chị ơi? Chị Hoa 10 giờ lên lại cân nặng chiều cao giùm em đi ạ. À. Chị Hồng Nguyễn là cam 3 với cam 6. Chị Ngọc Đặng 1m59 60kg là mặc size 3 đó chị. Mặc size 3. Chị Tím Ngọc. Chị Tím Ngọc là mặc size số 4 nha. Nếu mà tròn người eo trên 85 là lên size số 5 giùm em. Nhưng mà chị có đơn hàng hoàng rồi. Chị muốn mua là chị phải chuyển khoản cho em trước nha. Họa tiết 3 cho chị Út Trương. Size 3 là 55 đến 60kg, eo tầm khoảng 80 đổ lại là cái chị lấy size 3, còn eo trên 80 là lên size 4 giùm em cái mẫu này nha mấy chị. Nha, cam 1 cho chị Trương Khánh. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã hoa nha, mã hoa. Cái bông nó đẹp lắm cả nhà. Nè. Vải mặt rất là mát nha. Vải mặt mát và nhẹ, cái form này cũng đẹp nữa nè. Form gọn. Rồi lên giúp em mã này là mã da hả? Lên với em mã da, da em còn từ size 1 đến size 6 nha. Giờ mấy chị mặc mấy cái kiểu đơn giản này mặc đẹp lắm mấy chị. Mặc ở nhà là ok luôn ha. Vải đẹp quá chừng. 130.000. Vải mặc không nhăn, không rút, không xù. Rồi lên với em mã này nhí đỏ. Chốm em nhí đỏ đi cái chị nhí đỏ. Chốm em nhí đỏ cái chị nhí đỏ. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, nhí đỏ. Em đang mặc là họa tiết nha. Rồi mã vàng. Vàng còn một luôn nè chị Trương Khánh. Em đang định giới thiệu cho chị. Chị Trương Khánh lấy bộ vàng đi. Chị hỏi em luôn nè. Còn đó chị lấy đi, đẹp lắm á. Còn có một bộ à. Còn có bộ mẫu luôn nè. Nhí đỏ 3 cho chị Út Trương. Mã da C3 với C6 cho chị Hồng Nguyễn. Để em coi địa chỉ của chị còn không nha chị Mỹ Duyên. Rồi em còn địa chỉ của chị á chị Mỹ Duyên ơi, vậy là đơn của chị em đi luôn ha. Đơn của chị Võ Thị Mỹ Duyên đi đơn luôn. Mã số 886. Áo bà ba chị lấy C4, vậy đồ này lấy C4 luôn. Chị Ngọc Đặng. Nghe bà ba C4 là cái này C4 luôn, còn không thì chị cho em lại 1m59 60kg rồi, ok, mặc C4 luôn nha chứ. Vàng 1 em chốt cho chị Trương Khánh luôn, vàng số 3 cho chị Hồ Đào. Chị nào chưa có chắc ăn được cái cân nặng cái size thì lên lại giùm em cân nặng và chiều cao nha cả nhà ơi. Lên lại giùm em cân nặng chiều cao. Tại cái bộ này form nó cũng gọn ha, chất liệu vải nó co giãn 4 chiều, nhưng mà tại vì thường lúc thắt là chị Tư em chỉ mai form nó sẽ gọn đó. Nên là thường là size 1 em canh cho mấy chị là 52kg, nhưng mà bộ này là chỉ có 50kg thôi. Eo tầm khoảng 68 70 đổ lại là tối đa nha. Size số 2 là 50 đến 55kg tùy chiều cao, eo 75 đổ lại. Đó. Nó gọn hơn một tí xíu. Đồ, đúng rồi, bộ em đang mặc là mã họa tiết đó. Mã họa tiết em còn từ size 2 đến size 6 nè. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Đó là mã đẹp. Cái một kia là mã đẹp. Rồi lên giúp em mã này là mã xanh đậm nha. Đây, cái họa tiết của xanh đậm các chị nhìn nè. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn á. Xanh đậm ở ngoài nó rất là đẹp. Họa tiết 4 cho chị Ngọc Đặng.
lên với em mã này nha cả nhà, mã này lên giúp giùm em là mã xanh đậm, lên giúp em mã xanh đậm. Rồi em lên lại họa tiết cho các chị một lần nữa, các chị muốn em mặc lại cái bông nào thì nói em mặc lại nha. Đây cái bộ này đẹp lắm nè, bộ này vải cũng đẹp nữa, là cái chất vải của nó này mấy chị nhìn nè em, vải này nó đẹp như Ati Mỹ luôn mà mặc nó mát nha. Rồi lên giúp em mã này là mã họa tiết nha cả nhà. Ủa quên lộn, mã này là lên giúp em mã đẹp, em đang mặc là họa tiết mã đẹp, có 130.000 bộ à, các chị chốt đi mấy chị. Chốt em mã này là mã nhí đỏ, lên với em nhí đỏ. Chị qua bây giờ là chưa có lên size đúng không chị? Chưa. Đẹp 4 cho chị Liên Phùi. Size 4 là size cho cái chị 60-65kg, eo tầm khoảng 85 đổ lại. Eo tầm khoảng 81-85 đổ lại thì chốt size số 4 nha. Rồi lên với em mã vàng, vàng em còn từ size 2 đổ lên. Có 1 luôn, còn 1. Vàng còn 1 luôn hả? Rồi vàng em còn 1 luôn nha. Cái bộ vàng đẹp, cái bộ vàng đẹp lắm mấy chị. Cái bông, cái lô này bông ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Tại vì á, mấy chị biết sao mà lên trên hình nó không có nét thôi. Tại vì cái màu của nó không có hút cái ánh sáng. Đúng. Nên mấy chị nhìn nó không có sặc sỡ nha. Đẹp lắm. Nhưng mà ở ngoài nó rất là đẹp nha. Ở ngoài màu đẹp. Đơn chị Út Trương đi đơn luôn khỏi gọi. Dạ. 77kg cam, mét 61 hả, xanh đậm. Eo chị tầm khoảng bao nhiêu chị Võ Diệp? Eo chị 95 đổ lại thì chị mặc vừa, trên 95 là mặc không vừa chứ ơi. Lên giúp em mã này nha các chị, chốt em mã này là mã mã da nha, lên giúp em mã da. 130.000 một bộ rất là đẹp luôn, mã da. Rồi chốt em mã này nha các chị, mã hoa. Mã này lên giúp em mã hoa nè. Đẹp lắm. Bộ nào cũng xinh hết các chị ơi. Em mặc là họa tiết nha các chị, em đang mặc là họa tiết nha. Rồi cái này các chị lên giúp giùm em là mã bông nhí, cái bông nhí này cũng đẹp nữa nè. Cho em mã bông nhí. Vải này mấy chị coi giãn 4 chiều giúp em ha. Rất là. Chị Lê Phượng họa tiết size số 6 cho chị Lê Phượng. Lên với em mã này là mã bông nhí, cho em mã bông nhí. Rồi, mã này lên giúp em là mã cam. Em đọc cam thôi mấy chị chứ nó không có nổi đâu nha. Cái này là cái chị mặc nó rất là gọn. Mã hoa xe số 3 với xe số 6 cho chị Hồng Nguyễn. Xe số 6 cho chị Hồng Nguyễn. Alo, giờ Diệu nghe ạ. Ừ, đúng rồi. Dạ, chị phải có hình ảnh em mới nhận đơn chị ơi. Còn đặt qua điện thoại em không nhận đơn ha. Mã da em đang like hả chị? Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị? Chị gọn người không? Mong chị tầm khoảng bao nhiêu? 8 rồi là dạ em lấy cho chị size 3 nha. Dạ dạ eo 80 đổ lại là size 3 nha chị. Nếu mà chị gọn người. Rồi rồi dạ em lấy cho chị size 3. Vậy là em lấy cho chị mã da size số 3 đúng không? Rồi mã da size số 3. Chị lấy thêm bộ nào nữa không chị hay là bộ đó thôi? Rồi rồi rồi, chị tên gì vậy chị? Rồi chị Thu, có gì ngày mai bên em gọi lại lấy địa chỉ nha chị. Bây giờ em đang like. Mã da size số 3 cho chị Minh Duy. Bông nhí size số 6 cho chị Lê Phượng. Họa tiết 6 hết là chị Thu Hà. Họa tiết 3 cho chị Ngô Ngọc Bích. Họa tiết với bông nhí. Họa tiết bông nhí với cam size số 3 cho chị Phan Mến. Bà ba bông nguyên bộ chưa về chứ Phương Linh ơi. Bữa nay nó về được có bộ cắt tân này hả chị? Bông nhí size số 1 cho chị Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thâm. Đơn của chị Hồng Nguyễn đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chị Hồng Nguyễn. Đọc số điện thoại nè. À, chị đừng đọc. Lên với em mã này là mã cam nha cả nhà, mã cam. Bộ em đang mặc là giá 130.000. Chị Linh Dương ha. Chị 52kg, chị cao bao nhiêu ạ? Quần em đang mặc là quần ống nhỏ. Ống nhỏ nhất là ống nó tầm khoảng 17. Mỗi một size đi lên nó sẽ cộng thêm 1 phân rưỡi.
Đúng rồi, cam. Là chị lấy hai bộ á hả chị Phan Mến, là chị Mến. Họa tiết bông nhí với cam là ba bộ, tổng cộng ba bộ. Tổng cộng là ba bộ hay là hai bộ chị? Bông nhí là riêng còn mã cam là riêng nha, em lấy cho chị ba bộ đó. Đẹp lắm đó chị ơi, 130. Sẽ tàu viền ren hả chị, họa tiết bông nhí với bông. Rồi ok, vậy là của chị tổng cộng là ba bộ ha, em lấy chị ba bộ. 1m53 52kg là mặt size 2 nha chị Linh Dương ơi. Chị Võ Diệp ơi, chị mặc vừa không? Eo 95 đổ lại mặc size 6 mới vừa nha chứ. Ok, chứ Phan Mến 3 bộ. Eo của chị 95 thôi, tại vì cái form này nó cũng gọn thôi. Không, em bán trực tiếp, em không có bán giỏ hàng chị. Size 1 là eo tầm khoảng 70 đổ lại ha mấy chị. Size 2 là 71 đến 75. Size 3 là cho các chị là tầm khoảng 76 đến 80. Size số 4 là cho các chị 81 đến 85. Size số 5 là từ 86 đến 7 đến 90. Size số 6 là cho các chị tầm khoảng 90, 91 đến 95. Là mình mặc vừa cái bộ này. Là cái đó là em đo theo cái eo. Còn cân nặng chiều cao thì size 1 nó sẽ tương đương với 50kg đổ lại. Ví dụ như chị nào 50kg mà cao 1m56, 57 đổ lên mà eo 70 thì lấy size số 1. Còn nếu như mà chị 50kg nhưng mà cái dòng eo của chị 72 thì chị cũng phải lên size 2 giùm em nha. Đó, nên là mấy chị đẹp nhà em lưu ý giúp em là mình coi mình tròn người hay là mình gọn người để mình lấy size cho nó đúng nha. Rồi ok, chị Võ Diệp, vậy em chốt cho chị Võ Diệp một bộ ha. Xanh đậm size số 6 cho chị Võ Diệp đi em. Bộ xẻ tà viền ren màu nào cho mình một bộ. Em soạn thử coi cái bộ xẻ tà viền ren nó size 3 còn màu gì vậy Quyên? Dạ bộ nhiều bận là 130.000. Bộ em mặc là giá 130 cả nhà. Giá 130. Rẻ quá chừng nó mới đẹp tranh thủ chốt nha chị ơi. Chị Linh Dương lấy thì lên giúp em số alo đi chị. Lên với em số alo ha. Bộ em mặc là mã họa tiết. Chị mặc size số 2. Lên với em số alo giùm em luôn chị. Em rút cho chị mỗi một màu bông một bộ. Nãy giờ em lên 10 màu rồi đó chị Linh Dương, thường là nó phải có 10 bông chứ không thể nào một lô đồ mà nó có một bông một hết trơn á mấy chị. Lên với em mã này là mã đẹp nha các chị ơi, mã đẹp. Mình mua hàng thì mình lên giúp giùm em cái đó, mã đó là mã họa tiết 2 ha, kèm theo số alo giùm em. Rồi, bộ em mặc là mã đẹp nha cả nhà. Trời, cái giải mặc nó đã nè mấy chị. Trời ơi, đồ đồ nhìn sang giải mặc mấy chị đã lắm, mình mất rồi. Cái bộ mã đẹp này ok. Đẹp 4 cho chị Phạm Sơn. Size 4 là 60 đến 65 kg, eo là từ 81 đến 85 là mình mặc vừa size số 4 nha. Rồi, chị Ngô Bích Ngọc. Bộ xẻ tà viền ren 140. Rồi, nhìn giúp em nha chị. Em còn được mã caro. Rồi, mã hoa. Rồi, mã tím, sơn thủy, với lại là mã hồng. Rồi, chị lấy bộ nào em lấy cho. Nó còn được nhiều họa tiết đó chị. Mã đẹp size 1, size 3 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Đẹp 3 em chốt cho chị Vui Vẻ. Số điện thoại chưa có nha, chị ơi. Một sản phẩm không có miễn ship chị. Ship 25.000 trên một đơn, em không có miễn ship nha chị Võ Diệp. Mua hàng không có miễn ship nha mấy chị đẹp nhà em ơi, lưu ý giùm em ha. Bên em là gọi điện chốt đi đơn trực tiếp nha. Đẹp 3 em chốt cho chị Làm Cô. Tím 3 cho chị Ngô Bích Ngọc Bích. Là chị lấy bộ tím nha. Dạ. Bộ này 140 nha, em nói. Dạ. Xanh đậm với vàng với đẹp 3 cho chị Mai Huyền Trang. Em chưa thấy số alo của chị nha, chị Linh Dương nha, bị ổn rồi chị. Mã hoa size số 3 cho chị Nguyễn Phụng. Một
130.000 một bộ cái chị, chất tơ hoa giúp em, đẹp một cho chế mai mai. Cái vải nó rất là đẹp luôn á chị, nó mềm và nó mịn dữ lắm. Cái chị mặc ôm nhưng mà nó rất là thoải mái và nó nhẹ tên à. Nó không có làm cho mình khó chịu. Lấy bộ họa tiết đi chị vui vẻ. Chị vui vẻ. Chị mặc cười. Nè cái bộ này đẹp nè chị. Bộ này đẹp nè. Nền xanh mà lên cái họa tiết vàng đẹp lắm. Bộ này em còn từ size 2 đến size 5, 2 3 4 5. Chị lấy bộ này đi. Đẹp lắm á. Mã đẹp size số 3 cho chị Nguyễn Tâm. Đơn của chị Mai Huyền Trang đi đơn luôn khỏi gọi. Yeah. Ok chị Mai Huyền Trang. Rồi em vô lại họa tiết cho các chị nữa nha. Mã em mặc là mã đẹp nha, mã này lên với em mã cam. Đẹp lắm luôn á các chị. Cái lô này bông ở ngoài dễ thương, bông ngoài đẹp lắm. Bông nào cũng đẹp chưa á. Đơn của chị Ngô Ngọc Bích đi đơn luôn. Ok chị. Để em coi, coi cái địa chỉ của chị em còn không. Ok chị Ngô Ngọc Bích đi đơn luôn em ơi. Sơn Thủy là bộ xẻ tà viền ren á chị Phụng. Em còn một size 1, size 2, size 3 hả? Chị mặc size 3 đúng không? Chị Phụng mặc size 3 đúng không? Bộ xẻ tà viền ren là 140, còn bộ em mặc là 130. Bộ em mặc là bộ cách tân nút thắt nha. Còn bộ này á là bộ xẻ tà viền ren, nó là 140, em mặc là 130. Rồi đây bộ này. Sơn Thủy size 3 em còn bộ 55kg đổ lên 60. 60kg đổ rồi. Cam 3 cho chị làm cô. Chị làm cô ơi, cái bộ này size 3 là 55-60kg. À, eo tầm khoảng 80 đổ lại thôi nha chị. Eo mình trên 80 thì lên size số 4 giùm em nha. Đẹp lắm luôn. Ở chưa chị Hương mặc bộ này cũng dễ thương. Ừ. Chị Hương cũng lấy bộ cam nè. Ủa vậy hả? Đúng hả? Không phải, hình như là chị Hương lấy bộ cam hay bộ đó vậy á. Không, chị thử á, chứ không phải chị lấy. Chị thử cho nó nhìn đẹp á. Màu vàng nè. Vàng dễ thương đấy, em lấy màu vàng đi, vàng mặt trắng. Đẹp quá. Sơn Thủy 3 em chốt cho chế Nguyễn Phụng. Một họa tiết số 1, một cam số 1 cho chế. Họa tiết 1 hết rồi chị Hiền Nguyễn. Họa tiết 1 em hết rồi. Cam 1 còn không? Còn chị. Đơn của chị Trương Khánh đi đơn luôn khỏi gọi. Chị Trương Khánh có địa chỉ không? Còn dục luôn em. Là hai bộ hay chị? Chị Hiền Nguyễn là cam. Chị Hiền Nguyễn là đâu có, chị Hiền Nguyễn là đâu có, em lộn rồi, em lộn của ai à? Chị Nguyễn Phụng là bộ Sơn Thủy 3. À, Sơn Thủy 3 là cái này. Bạn bị lộn rồi bạn ơi. Em bỏ cái họa tiết thì gạt cái họa tiết. Còn cái cam một. Cái bộ mà em còn được 3 họa tiết này nè chị Nguyễn Phụng. Em còn được mã hồng nè, mã hồng, mã tím là đáng còn không? Tím còn. Cho chị lại màu tím. Caro. Mã hoa. Với lại là mã tím nữa chị. Tím nữa nha chị Nguyễn Phụng ơi, em còn được 4 họa tiết. Bộ nào cũng đẹp hết trơn á chị, tím. Mã này là mã hoa nè. Xã tà viền ren. Caro, caro này cũng đẹp nữa nè. Rồi, mã hồng. Chị Hiền Nguyễn là hồi nãy của chị Hiền Nguyễn là một bộ họa tiết với một bộ cam. Mà họa tiết em hết rồi, em còn bộ cam cho chị. Bây giờ là chị lấy thêm một cái cam một nữa hả? Thêm một cái cam một nữa hả chị Hiền Nguyễn? Là hai bộ đúng không? Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chốt em mã này là mã bông nhí nè. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bông nhí. Cái họa tiết ở ngoài đẹp lắm mấy chị ơi. Lên với em mã bông nhí nha. Bông nhí. Đẹp xuất sắc luôn. Cam 1 cho chị Hiền Nguyễn. Là hai bộ giống nhau nha chị, cùng một size luôn nha. Mã hoa chị mới đặt có chưa?
Ủa? Chị Nguyễn Phụng em thấy ở đây chị mới đặt có sơn thủy à. Em mới đặt, em mới thấy chị đặt có sơn thủy à, mã hoa chị chưa, em chưa thấy nha. Rồi lên với em mã này nha cả nhà. Mã này lên với giùm em là mã mã hoa. Ủa cái này là bông nhí chứ. Cái này là bông nhí nè. Cái này là bông nhí nha, mã này là mã hoa nè. Mã hoa là chị Nguyễn Phụng chị đặt mã hoa của cái mẫu nào? Của bộ riêng hay là bộ mã, còn bộ 130 là chị có rồi nha. Bộ 130 là chị có rồi nha chị Nguyễn Phụng, còn chị lấy bộ mã hoa 140 thì chị lên giúp em là hoa 140. Chốt em mã này là mã da cái chị ơi, mã da. Bộ hoa 130 là chị có ngay từ đầu rồi. Lên với em mã này nha các chị. Chốt em mã này là mã da, rất là đẹp luôn. Cái bông nè. Lên với em mã da. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng. Bộ vàng đẹp quá. Em lấy bộ vàng á, bộ vàng đẹp. Chốt em mã vàng nha mấy chị, mã vàng. Về lấy cái áo mặc với quần. Cái áo này cái chị có thể là cái chị mặc với quần lẻ cũng được nha mấy chị, mặc với quần đen á, dễ thương lắm á. Chị nào mà muốn mặc đi lễ đi chùa rồi mình không thích mặc nguyên bộ á thì mình lấy cái áo mình mặc với quần đen. Vàng hai cho chế Huy Nguyễn. Chốt em mã này nhí đỏ cả nhà, nhí đỏ. Nhí đỏ kèm size giúp em luôn, lên với em nhí đỏ. Rồi cuối cùng là xanh đen. Xanh đậm nha, lên với em xanh đậm. Đẹp xuất sắc, xanh đậm. Cái họa tiết ở ngoài đẹp lắm cả nhà. Nào. Lên với em xanh đậm. Rồi em hết nha các chị, xanh đậm. Rồi chị Nguyễn Phụng lấy mã hoa 140, xả cái mã hoa 130 ra em. Chị Ngọc Ánh xanh đậm lên giúp em cân nặng và chiều cao đi chị. 17. Chị Hiền Nguyễn ơi, nãy giờ em giải thích chị Hiền Nguyễn có nghe rõ không ạ? Chị chốt là một bộ họa tiết với một bộ cam. Em báo với chị là bộ họa tiết em hết size số 1 rồi, chị chỉ được bộ cam thôi. Rồi bây giờ là chị chốt, hiện tại là chị có hai bộ cam size số 1 không đó. Xanh đậm 4 cho chị Phạm Sơn. Size 4 là size cho cái chị 60 đến 65 kg, eo từ 80 81 đến 85 đổ lại mặt vừa nha mấy chị. Chị nào mà 65 kg mà dòng eo 86 thì lên size số 5 giùm em luôn cái mẫu nút thắt này nha. 1m55 73 kg là xanh đậm size số 6 còn không? Xanh đậm 6 em hết rồi nha chị Ngọc Ánh. 1m62 64 kg size 4 nha chị Bích Trân. Eo 85 đổ lại thì mặc size 4, còn trên 85 thì lên size 5 giùm em luôn chị. Xanh đậm size số 5 cho chị Linh Nguyễn. Xe số 5 là 65-70kg, eo 90 đổ lại là mặt vừa. Bún bỏ bát ra chị mượn cho mình, chị đo lại cho em. Giải thun thì nó có co giãn nha mấy chị ơi. Ok, size số 5 là chuẩn eo 90 luôn nè mấy chị. Đó, nên là mấy chị đẹp nhà em là lưu ý nha. Em thấy số alo của chị Linh Nguyễn. Chị có không? Chị Hiền Nguyễn ơi, em nhắc lại một lần nữa là hồi nãy em báo với chị Hiền Nguyễn xả ra bộ cam 1 đi Quyên. Hồi nãy giờ em báo cái bộ họa tiết 1 là hết nãy giờ rồi mà chị nghe không kịp hả? Họa tiết 1 em hết rồi, chị được có một bộ cam thôi. Bây giờ chị lấy qua bộ khác đi, chị lấy qua bộ xanh đậm thôi, bộ gì đi nha chị ơi. Bộ bà ba màu vải đẹp lát có lên không em? Có nha chị Nhi Ngọc ơi. Quần này là quần ống nhỏ nha chị ơi. Dạ em không có cái bộ giống như chị yêu cầu nha chị Dung Dương. Chị đang gáp giữa hai mẫu thành một mẫu đó chị. Rồi lên giúp em bộ em đang mặc nha mấy chị, mã đẹp. Lên giúp em mã đẹp nha. Một bộ đẹp size số 4 cộng một bộ xanh đậm size số 4 cho chị Bích Trân. Hả? Đẹp 4 em hết chị Bích Trân ơi, em lấy cho chị lượng bộ xanh đậm nha. Chị lên giúp giùm em số alo đi chị. Lên giúp em số alo nha chị Bích Trân. Bộ này 130 nha cả nhà.
Rồi bà ba nút thắt đi Quy. Bà ba nút thắt màu. Chị Bích Trân lên số alo nha chị đẹp á. Cái chị tóm tóm cái chị lên số alo, cái chị nhớ cái chị đẹp nhà em nhớ là để cái còng phía trước nha, hoặc chia ra làm hai để đừng bị ẩn nha mấy chị. Bộ mã đẹp em đang mặc có size số 6 đó chị, bỏ dịp lấy thêm đi chị, bộ này giả đẹp nè. Giả đẹp mặc thoải mái, cái chị mặc ôm nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng luôn nha, nó không có làm cho mình khó chịu. Rồi em lên cho các chị bộ bà ba nó khác màu nha mấy chị. 1m5349kg mặc size 2 nha chị Lương Nguyên ơi. Cái bộ cắt tông 130 đó chị mặc lên size 2 giùm em nha chị. 1m50 nặng 54kg mặc size 3 chị Hoài Thương độc thân vui tính. Rồi em lên cho cả nhà mình cái bộ này nha cả nhà, bộ này rất là đẹp. Bộ này là bộ bà ba nút thắt ha, quần ống suông. Ừ, mới xả ra đó. Dạ, cho chị bỏ dịp một bộ đẹp size số 6 em ơi. Đẹp size số 2 cho chị Mỹ Duyên. Rồi, bộ em mặc giá 130 luôn cả nhà. Bộ này em bán cho mấy chị giờ, giá 130 là giá quá yêu thương luôn rồi đó mấy chị. Bộ bà ba quần ống suông ha, quần ống suông bà ba nút thắt. Bà ba nút thắt quần ống suông. Màu em đang mặc cái chị lên với em màu tím cà. Tím cà hiện tại là em còn được size 2. Đang còn bộ nào không em? Rồi, tím cà em còn được size 2 cho các chị 55-56kg đổ lại. Và size 5 là cho các chị đẹp nhà em 66kg đổ lên, 70kg đổ về, 70-71kg đổ về là mặc vừa. Lên với em tím cà ha. Tiếng cà em còn được size số 2 và size số 5. Đơn của chị Phạm Sơn đi đơn luôn khỏi gọi. Yeah. Đơn của chị Mỹ Duyên đi đơn luôn khỏi gọi. Dạ, yeah, Phạm Sơn. Đúng rồi, Phạm Sơn là số mấy chị ơi? Dạ, chị em tí xíu, chị tra địa chỉ. Mỹ Duyên là em đang... Mỹ Duyên em nói gọi luôn. Chị bỏ chị Mỹ Duyên. Chị Phạm, chị... À, không, chị Mỹ Duyên không. Chị Phạm Sơn là mã số 914. 914. Bộ đang mặc có màu đen không hả chị? Nói gọi. Còn ở đẳng còn bộ màu đen nè không Nguyên? Ừ. Còn size 4 không? Có, đen em còn được size 2 với size 4 chị. Bộ em đang mặc này. Còn màu đen với màu đen em còn được size 2 với size 4 đó chị Bích Trân. Mã đẹp size số 2, xanh đậm size số 2 cho chị Lương Nguyên. Đây màu đen. Màu đen em còn được size số 2 và size số 4. Chốt em màu đen 130.000 một bộ, chất phun lai dông rất là đẹp. Chốt em mã đen cả nha, đen. Đen kèm size giúp em nha. Em còn được size 2 với lại là size 4. Chốt em mã đen. Chất thun lai dông, hàng thun thì các chị về, các chị chịu khó, các chị giặt tay giùm em nha. Mấy chị có giặt máy giặt thì giặt ở chế độ nhẹ giùm em nha. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh đỏ, màu xanh đen các chị, màu xanh đen. Xanh đen em còn được size 2, size 5. Xanh đen em còn được size 2 với size 5, chốt em xanh đen. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu vàng. Bỏ size 4 vô thì đưa bộ size 2 cho chị. Vàng đậm em còn được 246, lên giúp em mã vàng đậm. Vàng đậm em còn được size 2, size 4 và size 6, lên giúp em vàng đậm. Vàng đậm em còn được 246, chốt em vàng đậm đi cả nhà, vàng đậm. Rồi màu này lên giúp em màu nâu đậm. Bà ba màu có quần váy không? Không, chị Lê Hoa 5 căn nha. Không có quần váy. Nâu đậm em có 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã nâu đậm. Nâu đậm em có 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã nâu đậm đi cả nhà. Nâu đậm 130.000 một bộ. Quá rẻ luôn á mấy chị. Rồi màu xanh bơ giúp em đi cả nhà. Xanh bơ em còn được size 2 với size 4, chốt em màu xanh bơ. Bơ em còn được 2 với 4, màu xanh bơ quá đẹp luôn. Bơ em còn 2 với 4 nha, bơ. Rồi màu lam. Màu lam em còn 2, 5. Lam em còn được size 2 với size 5.
màu chị mặc còn thiêu không? Không nha chị Diễm Hương ơi, chị còn mẫu em mặc thôi chị. Lên giúp dùm em màu này nha cả nhà. Màu lam em còn được 2 năm. Màu lam nha cả nhà. Lam em còn được size 2 với size 5. Cả nhà chốt giúp dùm em là màu lam. Chốt em màu lam. Bộ này đẹp lắm nha cả nhà. Bà ba nút thắt. Bà ba nút thắt nguyên bộ màu. Bà ba màu các chị mặc nguyên bộ nhìn nó sẽ sang và nó sẽ đẹp hơn là mặc áo lẻ với quần lẻ nha mấy chị. Áo bông thì các chị có thể là mặc áo bông lẻ với quần lẻ, quần màu lẻ là ok nha. Hoặc là các chị mặc nguyên bộ. Nhưng mà nếu mà bà ba màu mà để mặc để đẹp thì các chị mặc nguyên bộ nó sẽ đẹp hơn là mặc áo màu quần đen. Một bộ bà ba đen size số 4 cho chị Bích Trân. Lên giúp dùm em màu này là màu tím đậm. Tím đậm em còn được size 2, size 3 và size 4. Lên giúp em mã tím đậm cả nhà. Tím đậm em còn được size 2, size 3 và size 4. Lên giúp dùm em mã tím đậm. Tím đậm kèm size giúp em. Các chị mua hàng bên Tớp Tớp, ngày mai bên em gọi điện chốt đơn, vui lòng để ý điện thoại giúp dùm em nha mấy chị. Mấy chị mua hàng bên Tớp Tớp gọi cho mấy chị khó quá. Ở bên đó mấy chị mua giỏ hàng với mấy chị quen. Chị Bích gọi không có được. Chưa có lên số alo. Chị Bích Trân không có lên số alo. Quỷ Biêu đi em. Hai. Không. Ủa? Chị mới à, à rồi rồi thấy rồi. Ok chị Bích Trân. Thấy số alo của chị. Là hai bộ. Ở bên em là gọi chốt đơn trực tiếp nha mấy chị ơi. Bên em gọi chốt đơn các chị vui lòng các chị lưu lại số alo giùm em ha. Hàng em cho các chị kiểm tra hàng. Khi mình nhận hàng xong thì đúng mẫu, đúng size, đúng màu các chị đặt thì các chị nhận hàng giùm em rồi đem vô nhà thử. Thử A, thử B, thử C gì đó, các chị cứ thử thoải mái. Hàng bị chật với bị lỗi thì liên hệ với số chốt đơn các bạn, nhà em sẽ hỗ trợ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cả nhà mình nha. Rồi lên giúp em màu này là màu cà phê sữa đậm cả nhà. Sữa đậm em còn 1, 2, 4. Cà phê sữa đậm em còn được size 1, size 2 và size 4. Lên giúp em là màu cà phê sữa đậm. Chốt em màu cà phê sữa đậm. Rồi em nghe nè chị. Gái chân gái cho chị cái bộ màu mà đang like bộ vào 3 tiếng, bộ tím đậm á. Tím đậm size số, hồi nãy chị nói là chị 60kg hả? Tím đậm còn 3 không Nguyên? Còn mới lại số 3 đó, có bộ số 3 đó. Rồi rồi, ok, tím đậm 3 em chốt cho chị. Rồi, dạ. Chị bộ đó là 2 bộ, 2 bộ. Dạ, dạ, rồi. Rồi, rồi. Chị thu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đỏ, màu nho mấy chị ơi. Màu nho. Màu nho còn size 2. Nho em còn được size 2 với size 5. Lên giúp em màu nho hả? Màu nho em còn được size 2 với size 5 cả nhà ơi, màu nho. Nho em còn được size 2 với size 5 cả nhà chốt giúp em nha màu nho. Rồi em hết rồi đó mấy chị. Tụt quyêu. Chị ơi, nó giờ này là tổ quyên vậy, nó chạy 9 giờ rồi, mau dữ vậy? Nãy like hơi trễ nha mấy chị. Nay 8 giờ em mới lên like. Nay like trễ, bình thường là 7 giờ à, hơi... Như mã da á. Coi cái bộ ghìa ghìa ở ngoài đây nè, kế bộ vàng đó luôn. Đơn của chị Bích Trân là chị là khách mới, em đâu có đi đơn luôn chứ. Khách mới là bên em phải gọi điện chốt đơn nha, em xác nhận đúng số điện thoại em mới đi đơn nha chị. Còn những chị mà em đi đơn là những chị đó là những chị khách cũ ở bên em. Những chị đó là mua hàng hoài là em mới đi đơn luôn. Còn chị là khách mới mà đâu có địa chỉ đâu đi. Với lại là em chưa nhờ xác nhận đúng số điện thoại là em không có đi đơn luôn nha. Xanh đen xe số 3 còn không em? Dạ không, đen 3 bây giờ chỉ còn có màu nâu đậm nè. Xe 3 là em chỉ còn màu nâu đậm hả? Chị Như khoan khoan thôi, nó không có còn màu nào khác hết trơn á. Chị Bích Trân ngày mai để ý điện thoại giùm em nha. Chị là khách mới em không có đi đơn luôn nha. Một bộ là 130.000 nha chị Công Nguyên Thâm nha. Một bộ là 130. Các chị có đơn thì nhớ để ý điện thoại giúp giùm em. 9 giờ là chốt đơn đó nha chị ơi.
Bên em bắt đầu chốt đơn là 9 giờ sáng nha các chị, chốt đến hết đơn nha. Đó là đơn của các chị là có không, em không biết là nó gọi vào lúc mấy giờ thì các chị có đơn để điện thoại giùm em. Bộ em đang mặc có nút kiểu khác không? Không, em chỉ làm nút thắt thôi chị nha. Chị về chị không thích thì chị tháo ra chị đơm nút khác. Rồi vậy tối nay like tới đây thôi ha các chị. 9 giờ rồi, tối nay em like tới đây thôi. Có gì trưa mai 11 giờ em like tiếp. Trưa mai 11 giờ ha cả nhà. Bữa nay tại vì em like trễ rồi, em xuống like trễ rồi, bên em chốt đơn á, xong rồi tối em cũng lên trễ cho mấy chị luôn, trễ trễ nguyên một ngày. Nên là ngày mai mình làm lại ha, ngày mai 11 giờ nha cả nhà ơi. Chị nào có đơn thì sáng nhớ để ý điện thoại giùm em nha. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye các chị.